Hello, xin chào mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với vlog của mình. Thì hôm nay sau 1744 cây thì mình xin phép làm một cái bài nhận xét, một cái bài cảm nhận gì về chiếc xe che F-150 này. Đầu tiên thì mình nói về cái phần đầu đi. Thì cái phần đầu này mình chạy mình cảm nhận nó thì từ qua mấy ấu gà đâu á, nó hay dần hay lắc cái đầu này, cái đồng hồ này, thì mình chạy qua ấu gà thì thấy nó lung lơ, cảm giác nó yếu đuối lắm. Nhưng mà không biết cái sao không, hay là cái nhà máy sản xuất người ta sản xuất như vậy nữa. Rồi ai có biết cách khắc phục cái tình trạng này anh em bình luận với chia sẻ cho mình và mọi người cũng biết nha. Nói phần đầu thì mình cũng nói gì cái phần ghi đông luôn. Phần ghi đông thì ở cái clip trước mình cũng chia sẻ với anh em rồi. Thì bẻ qua bẻ lại, bẻ qua này nó không cứng, còn bẻ gì bên đây thì nó dính luôn, dính luôn, dính luôn vậy đó, nặng lắm. Thì anh em xe nào, anh em nào có bị thì anh em sẽ biết. Thì tùy theo xe thôi, xe bị xe không. Mà mình nghĩ cái loại xe mình đi ghi đông trần như vậy thì nó sẽ rất là dễ bị luôn. Thì nó bị xét mặt đạn trong này nè. Mình rửa xe với đi mưa nhiều quá, nước nó vô mặt đạn trong này nó sẽ hỉ xét. Đó. Rồi. Nói tới xuống cái phần cặp phuộc. Phuộc này thì nhiều anh em cũng biết rồi, nó là phuộc Showa. Đó, Showa thì cái hãng cũng ngày đã nói thôi. Nó sản xuất phục cho của cái dòng xe phân khối lớn thì nghe nó dậy im lắm, thì mình chạy thấy cũng im. Mỗi lần qua ổ gà thì mình thấy nó rất là im luôn. Thì nó cũng có nghe kêu cụp 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 á, mà không biết phần cổ hay là tại cái phần nhông sinh dễ nó chạy qua ổ gà nó vậy nữa, kêu cụp 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 cụp. Mình nghĩ là phần nhông sinh dễ nhiều hơn, còn cái phần cổ thì chưa đâu. Đó. Rồi nói tới cái phần cần số này đi. Mình chạy sau 1700 cây thì cảm thấy là nó hay bị chạy số 1 qua số 2, thì số 2 qua số 1 hay chả gì đó, nói chung là cái qua các số nó hay bị lưỡng. Bị lưỡng là mình đá nó không có qua hết á, đá nó sẽ bị dính lại cái giữa. Mấy bạn nào bị rồi sẽ biết. Là mình nghĩ là chắc máy nó chưa đều nên nó vậy. Thì mình cũng có một kinh nghiệm, mình chạy là các bạn mà nếu mà chạy mà bị gặp tình trạng như mà không qua trả số mà không hết á, các bạn cứ bóp hết mọi vô, bạn hả nhẹ cái bạn bóp vô lại là có thể qua số, dặm số về ok. Có thể nhiều người là người ta dặm là dặm rất là nặng luôn, dặm cầu cọc nghe rất là tội mái luôn. Chẳng hạn như nghe mình nó không biết chạy lên dặm mình rất là tội nghiệp xe. Đó, kinh nghiệm mình chạy thì mình chia sẻ cho anh em như vậy. Bóp cồn vô khả ra cái là mà mình có thể dặm lại. Rồi nói về phần số không thì mình nói về phần máy luôn. Phần máy cảm nhận của mình thì chạy rất là đã, rất là lực. Tiếng máy, tiếng bô nghe cũng thích nữa, mình nghe là mình thích liền, quá lực. Mà có điều là các bạn để ý, có cái xe các bạn để ý là sáng sớm ra mình đề máy lên nó hay có tình trạng kêu cầu cọc cái đầu á, nên kêu các bạn sẽ nghe liền, nghe khác biệt rõ ràng. Nếu mà muốn hết á thì sáng sớm các bạn ra là đề máy cho nổ khoảng trước 2-3 phút gì rồi nhớ nó bơm lên đều, các bạn sẽ thấy là nó sẽ hết đó. Thì lúc khi trước khi mua về thì chạy mấy trăm cây đầu thì nó kêu còi lắm,
Hiện tại thì mình hay nhớt được 2 lần rồi. Cảm thấy thì nó cũng bớt kêu rồi. Nó hàng máy thì như vậy. Nói về phần heo dầu dưới hoanh đẻ thì đó, xe mình chạy thì cũng nhiều rồi nên nó đẻ dưới cái bố rồi nó mòn đều rồi nên nó cũng không còn nặng như cái lúc mới mua nữa. Lúc mới mua cái xe bạn nào mới mua thì quay nó bánh thì nó nặng lắm, còn giờ thì ok rồi, nó hết dính đẻ rồi, năng nặng nha, do mình sợ dây sên của mình. Sợi dây sên này rất là nhiều anh em khen luôn, rất là nhiều anh em khen luôn nha. Thì mình đi mình cũng cảm thấy nó tốt. 1000 mấy cây rồi mình chưa thấy xi nhây nữa nè, cảm giác như là nó không giãn luôn á đó. Cảm giác này sợi dây sên này không giãn luôn, sên này tốt ghê. Rồi xe này nó có thêm một phần nữa là cái nhông trong này nè. Hồi bữa mình gỡ ra mình vệ sinh thì nó bị xét, thì mình cũng chưa có khắc phục được nữa. Bạn có gỡ ra mà vệ sinh sơn thì sẽ biết. Trong đây cái nhông này, cái cốt nhông chứ không phải cái nhông nữa, cái cốt nhông nó bị xét. Thì xe nào, nếu xe nào thì nó cũng xét thôi chứ không phải riêng xe mình đâu. Xe thằng bạn mình này bữa thì mình gỡ ra đợt đầu thì thấy nó xét, xe mình không có. Thì đợt sau mình gỡ ra thì mình thấy xe mình có, xe mình bị luôn à. Thì anh em nào có cách khắc phục, biết cách khắc phục đó, thì comment ở dưới cho mọi người cùng biết với mình biết luôn nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi để mình kiếm thêm cái gì để mình chia sẻ cho anh em nữa. Còn về cái phần yên này, phần yên này thì nó dở hơn cái chỗ là anh em, cái phần sau này nhỏ quá, ngồi nếu mà ngồi xa thì rất là ai thích cho người ngồi sau luôn. Chứ lại không biết xe này có bị không, cũng nhiều, cũng nghĩ chắc cũng khá nhiều xe bị á. Tại bữa cũng có người comment hỏi mình là ngồi lên á, người sau ngồi lên á, cái yên này nó sẽ kêu ọp 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 ọp, thì là mình đánh rắm vậy á. Thì em không biết cách khắc phục sao luôn, mình để vậy luôn, xe anh em nào bị sẽ biết đó. Yên này dở như vậy. Rồi còn nói về cái phần cảm giác lái thì hồi đó mình đi ẹt thì mình chuyển qua nó, thì lúc đầu chạy lên thì cảm giác nó lạ lắm, tại nó lạ, rất là lạ luôn. Lên mình chạy thì nó mới lạ quá mà cũng hơi mỏi xíu, còn sau này chạy quen rồi á thì nó cũng bớt anh em, nó hết mỏi mà cảm thấy như bình thường, như bảo xe khác thôi. Nói về cái phần vỏ của xe này á, nó cũng nó không có bám đường cho lắm các bạn, nó không có được bám đường cho lắm. Bữa mình chạy thì mình thắng gấp 2-3 lần á, lúc mới lấy xe về thì mình chưa có quen, mình chạy cái mình thắng á, mình nghĩ bình thường, ai ngờ mình thắng cái nó bóp lại là nó ấy bánh luôn. Xe nó lết bánh luôn à, mình cảm thấy nó không có bám đường, nó lết xẹt bánh luôn. Rồi thì cái clip của mình chỉ chia sẻ như đó thôi, rồi mình xin kết thúc clip tại đây luôn. Anh em nào thấy clip hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ mình và các clip khác tiếp theo nhé. Rồi xin cảm ơn anh em.